Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục sẽ chia sẻ và hướng dẫn làm một cái thang ship chữ A tại nhà nha cả nhà. Anh em nào mà có máy hàn, máy cắt đều làm được nha. Thì cái thang này nó sử dụng nhiều việc lắm nha cả nhà. Thì cả nhà có quan tâm cái clip mình nhớ xem cho kỹ rồi làm theo cách của mình làm nha cả nhà. Nó rất là tiện dụng nha. Thấy video mình hay hữu ích nhớ đăng ký và cho mình một like nha cả nhà. Rồi mời cả nhà xem mình làm như thang ship chữ A như thế nào nha. Đây cái nóng mà mình cắt mấy cái bậc thang á cả nhà. Là những cái đầu này là mình sẽ cắt không có vuông góc nha cả nhà. Mình cắt làm sao mà mình đo vô thử cho nó ôm theo cái chiều xéo của cái thang hình chữ A này. Thì ở đây là mình đã cắt rồi nè. Tại vì trong giai đoạn cắt lâu nên mình không có quay lại, mình cắt xong rồi mình sẽ quay lại cái dấu cắt cho cả nhà xem. Đó, thì bây giờ là mình cắt đã được hai bên luôn nha cả nhà. Thì cái này toàn bộ là mình làm toàn là một sắt hộp 30x30 nha, là cái bằng hộp 3 vuông á. Thì chiều dài của nó là 2 mét, chiều ngang cái chiều ngang ở dưới chân đó cả nhà, thì chiều ngang chân đó là 6 tấc rưỡi nha, độ bung ra 6 tấc rưỡi. Còn trên đầu này thì nó 2 tấc rưỡi. Rồi khi nào mình làm xong rồi mình sẽ chi tiết từ giai đoạn cho cả nhà xem từ cái chi tiết của cái thang này như thế nào.
cái này giờ mình gáp vô nha cả nhà. Thì cái đầu đoạn này, cái máy bên đây là mình sẽ hàn chết nha. Cái máy bên đây là mình hàn chết. Còn cái máy bên đây thì mình một lát nữa mình sẽ phan bù lon. Bù lon từ đây mình trổ xuống tới dưới luôn nha cả nhà. Mình bắt trổ qua luôn nha. Đó, để mình mới ship được nha. Còn cái bên đây là cái chết. Vậy thì cả nhà đều mình muốn gáp vô là mình phải để góc xéo như nè. Góc xéo vậy mình nhìn cái này cho nó ngang. Đó, nó ngang từ từ thôi chứ nó cũng không có kích cỡ gì để mà mình tựa vô để mình đo được nha cả nhà. Đó, thì cả nhà làm coi theo cái mình muốn cái đầu này nè. Nó ngóc lên hoặc là nó ngang là ăn thua, là mình canh chỉnh ban đầu để mình hàng vô nha cả nhà. Còn ở dưới cái chân đó thì độ hở chiều ngang của nó là đúng 1 mét nha. Đây, chiều ngang nó là 1 mét nha cả nhà, thấy 100 ha. Thì chiều ngang nó là 1 mét luôn. Rồi để mình hàng cái này vô, rồi mình sẽ phan bắt cái này, rồi sau đó mình có một cái chổi ngay chính giữa nó nha cả nhà, để cho nó cứng cái thang để mình bước lên cho nó vững nha. Mình muốn khoan này thì mình phải chấm bon để mình giữ cái chỗ này lại nha các bạn, giữ để cho nó được lắc nữa, được một lắc khoan để chỉnh nha. À, cả nhà thấy chưa? Đó, mình muốn cái đầu đó nó lắc lên thì mình muốn cho nó nghiêng lên thì mình nhích lên, và hạ xuống thì mình hạ xuống chút xíu nha.
Ơi, cây thang mình đã làm xong rồi ngang cả nhà. Thì cây thang này cây thang ship chữ A nha, do mình thiết kế ngang cả nhà. Ở đây là có một cái mâm trên này để mình đứng trên này được luôn ngang cả nhà. Thì cái này là xài toàn hộp 3 vuông về 1 ly 2 nha. Còn trên này mình có cuốn một miếng quê, đây là quê 3. Còn cái dĩ mâm này là mình xài là hộp 13-26 cả nhà, để mình đứng đây cho nó dễ làm, không bao giờ rung lắc gì hết trơn nha cả nhà, cứng dữ dằn nha. Đó, thì cái mẫu thang này mình thiết kế chia sẻ cho các bạn và cả nhà đều xem. Đó, thì ở đây có 4 bậc ngang cả nhà, mỗi một khoảng cách như vậy là 4 tấc nha, có khoảng cách là 4 tấc. Thì cái thang này nó chiều cao là nó 2 mét, chiều cao 2 mét. Cái mâm đứng đó là 25 vuông và đầu khoảng cách đầu này qua đầu kia là 1,5 tấc, còn ở dưới này độ bẹt ra là 1 mét nha, để cho nó vững, nó không bị lắc ngang cả nhà. Còn cái phía bên chỗ bậc thang bước lên mấy cái đố ngang, đố thang đố ngang nè, thì trên này đo đây là 25 luôn đó, trên đó là 25 rồi, độ bẹt ở dưới này là 65, độ bẹt là 65 ngang cả nhà. Đây mình đã sơn mấy mối hàng, sơn bạc hết mối hàng, còn cái đầu trên đó mình sơn màu cho nó thẩm mỹ thôi ngang cả nhà, chứ cũng không có gì hết nha. Để phân biệt thôi đó. Còn ở đây mình có một cây móc, cây móc này là bao bao giờ không bao giờ hư nha, trừ ra là làm cây, những cái cây gì mà nó ngã nó đập vô đây mới gãy cái cây này thôi nha cả nhà. Còn bình thường thì xài rất bền, như mấy cái hàng chợ, mấy hàng ở chợ làm thì rất mỏng manh, gài vô không có chắc chắn được, bước lên cây thang cà lắc không làm ăn gì được chân nha cả nhà, khó sử dụng nha. Thì mình đây mình hướng dẫn cho cả nhà xem và làm cây thang ship chữ A tại nhà nha, nó rất là hiệu quả. Mình làm thì nó rất là hiệu quả nha cả nhà. Chỉ cần có một cái máy cắt mặt máy hàn là mình có thể sử dụng, mình làm một cái thang ship chữ A tại nhà. Đây mình có sọt con bù lon 6 ly. Là làm một cái lắc léo nha cả nhà. Đây, khi mình ship lại mình hạ xuống như vậy. Rồi là mình ship là ok. Đó, mình máng lên. Máng vô là xong. Qua clip ha. Đây, để mình ship lại cho cả nhà xem nha. Đó, cũng nhẹ cả nhà, không cũng không nặng đâu. Khi nhà ship lại cái thang là nó nằm như vậy. Không cả nhà. Rồi cái mình muốn vác đi đâu được, mình nắm ngay dựng giữa này nè. Thì mình vác đi bình thường. Còn bây giờ mình dựng lên. Ví dụ như mình muốn trèo lên. Một cái chỗ nào mình không bẹt ra được á. Thì mình bắt vô vách này. Mình bắt vô vô vách như vậy. Đó là mình bước lên bình thường. Thấy không cả nhà? Rất là êm. Qua được, quá êm nha cả nhà. Ship ra ship vô rất là nhẹ. Đó.
Rồi, mình cũng kết thúc clip này nha cả nhà. Rồi, mình chúc cho các bạn làm thành công một cái thang ship chữ A rất hiệu quả nha tại nhà. Mình hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Rồi, bye bye.